Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. So với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, dự thảo luật đã được chỉnh lý có 61 điều, giảm 4 điều do chỉnh lý, ghép các nội dung quy định có tính tương đồng. Hầu hết các ý kiến đại biểu Quốc hội tại dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý đã thể hiện đầy đủ các nội dung tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo luật trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội. Nội dung giải trình có căn cứ và tính thuyết phục cao. Báo cáo tại phiên họp, Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh đã phối hợp với cơ quan soạn thảo, nghiên cứu xây dựng Điều 18 về phòng cháy đối với nhà ở và Điều 19 về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, đồng thời bổ sung đầy đủ, phù hợp hơn các nội dung quy định đối với hai loại hình này tại dự thảo luật đã được tiếp thu chỉnh lý, bảo đảm yêu cầu về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đồng tình với việc tách nội dung các đại biểu thống nhất, thực tiễn vừa qua, việc nhà ở kết hợp với kinh doanh không đủ điều kiện để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, thì lần này tại Điều 19 quy định rõ về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện luật trên cơ sở các quy định mang tính kế thừa, phải đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo tính hợp lý, không gia tăng quá mức chi phí tuân thủ pháp luật cho các tổ chức cá nhân. Cuối giờ sáng nay, các đại biểu đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi.